Bây giờ mới mua. Sao ở đây mà đi mua tê? Mày không gọi ship nhanh rồi cũng kịp rồi. Nhanh ngay của 6 cây. 6 cây quận 1 á? Thế sao vừa đấy trên đường đi qua không lấy? Từ nhà mình qua lấy luôn. Cái gì bà? Cái gì bà? Từ từ lại nào. Con là ở đâu nào? Mà con được này rồi. 2 3 2 3. Hai ba Phúc Kiến ơi. Kiến đâu rồi? Đâu rồi Kiến? Lẩu là cái gì? Lẩu. Đứng một chỗ đi, nghiêng cái người. Đứng sang bên phải, bên trái một miếng đi, nữa. Rồi, nào làm phục vụ phải nói. Đây quán này tên gì nào, đọc nào. Quán này tên là Gia Cho Huy nhé mọi người. Phục vụ các món ăn đặc sản về đây. Nhận đặc biệt Minh Hoa sinh nhật Gia Cho Huy 1 11 A. Tiền ra phần Phường Tân Bình. Phường 2 quận Tân Bình. Chấm cái gì em ơi, cho chị đồ chấm. Cho chị muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh là cho cùng. Còn em à? Em về chỗ à? Thơm nha. Cái gì? Ăn thôi anh ơi. Ngon. Nói chung thích ăn dây. Mở nhà ăn đi. Nhiều chưa có ấy.
cái gì mà kiến? Ừ, sao phục vụ vào đây ngồi chung với chủ với trời, với khách với trời? Phục vụ kỳ vậy, phục vụ. Phục vụ ai cho, ai cho, ai cho phục vụ ngồi với khách? Tiết là như thế nào đây? Được không? Dê ngon không? Ở đây dê tươi. Kiến luôn, kiến ăn dây luôn à? Cái con này hợp với nhà hàng nghe mập nha. Ở nhà thịt bò thì quyết hấp không ăn đâu. Ra quán ăn mới sợ chứ. Đúng không kiến? Đúng rồi là sao? Trời ơi, tiết ngon nha mày. Tiết ngon nha mày đứa. Múc cho bạn kìa. Mấy đứa có muốn ăn gì gọi đi. Tiết ngon nha. Không, tiết ngon lắm, tiết tươi, tiết sạch. Chị Nhung ăn tiết, chị Nhung. Không, tiết ngon rồi đấy. Ở trên mạng nó mới làm cái clip mà bún dế khô á. Con dế khô gì? cái ê ngon nha. Có mấy bát tiết canh chị đâu? Dạ đây là. Gắp cho bạn đi kìa, cho, gắp cho bạn đi. Chụp rồi. Ngon nha. Tí có nồi lẩu con ạ. Dây con này tươi mà. Ngon à? Má nó béo. Rồi đi món à? Mập gọi cho mình bằng. Chị mới gọi được mấy món à? Còn dây trao là mắc mật. Cơm chiên thịt dê là cái gì ta?
đâu cần tao mặc tôm chim thịt dê. À tôm chim thịt dê là nè rồi xong rồi để trên đây cho nó tùy chiên gì không nhỉ, tùy hấp gì không nhỉ, chị ăn ăn gì kìa. Rồi có phải là cơm cần mì nè, cơm mì sao à, mì sao mì nước hay mì nước, mì nước thì đi ăn thế nào. Đặt xong chưa? Đặt cái hình hoa không chưa? Hình hoa nghe nói chủ là hình trải á. Đây là hình huynh. À huynh. Hai chị em. Hai em là hai người đi mà. Cái tay cho mù ngoài vậy? Ngon nhỉ. Cho chị gọi thêm đồ em ơi. Đi đi. Con này sinh viên à? Không có ai mở lâu rồi. Khách quen nhiều. Nhưng mà chị hay ăn ở Nguyễn Văn Thủ. Nguyễn Văn Thủ quận 1 à. Tài xế kỳ vậy? À. Tôi không biết tên đường gì nhưng mà đau tuổi cũng biết. Biết đi đấy. Con đây có thể mời lắm rồi. Ví dụ nói đến em ơi, chị bỏ cho món em ơi. Đi, đẹp, quá đẹp, mày luôn. Mà nhìn này cũng qua đúng không? Em ơi! Cho chị gọi thêm món! Ví dụ như Nguyễn Kim hay là... Ví dụ như chợ Bến Thành đi đúng không? Thì tôi sẽ biết. Ví dụ như khu nào đó... Ví dụ như chị biết. Không, ấy là ví dụ như... Biết đường đấy. Ví dụ như ngày Tư Canh đúng không? Đó, dạng dạng còn đường DT4 lại mấy là khô. Đẹp dạ. Ví dụ như cái xe máy. Rồi. Bởi gọi mà đi. Cho chị một cái dồi dây nướng. Ồ, má ta đang thèm. Để 4 bát cạnh nhau tao chụp hình coi nào. Trời ơi mẹ ơi, A Di Đà Phật cao. Thèm. Cái gì? Hai cậu cháu tâm sự gì mày làm gì mà con tao đâu? Mày làm gì mà để nó tao bảo tao là trả tiền cho mày? Trời ơi mẹ ơi, nào đưa ăn tiết canh. Ơ chị mới gọi cái rồi dây nướng này. Dạ. Cho chị một, chị có một cái dây nướng đúng không? Chị có một cái dây chả lóc mộc. Thế à, còn một cái, rồi cho chị một cái thịt dây nướng xiên. Thôi ăn tới cần à? Cho chị một cái tim cật hấp hành. Mang lên lẩu lích lên luôn nha. Rồi chụp rồi. Trời mẹ ơi. Nào đưa ăn được, tiết canh như nào? Tao gọi 4 chén như tao ăn 1 chén này. Thì ăn 2 chén đi. U là trời các mẹ ơi. Ừ. Mày không ăn à? Mày sẽ chết à? Ui giời ơi, quán này là quán quen mày ăn má ơi. Năm sau đẻ nữa, ai gì là Phật. Nhảy gì bà? Cái gì vào mồm? Ngồi xuống miếng thịt đi, ngồi nhìn nào.
U là trời. Nói chung là riêng tiếp canh phải ăn quán quay. Riêng, cái gọi điện đặt trước nha, không phải mình có là có đâu. Thôi làm xào em. Thôi làm gì? Mình em thấy mình ăn nướng rồi, mấy thì mình cứ ăn cái lẩu nướng xiên cũng được. Thì cái vị mình sẽ giống giống. Ừ, lấy mất tôi đi cho chị. Lên lẩu luôn. Ừ, lên lẩu chị đi. Có rau gì xào không em? Dạ bên em có rau cần xào, tỏi này, rau muống xào tỏi. Rau cần. Dạ vâng. Trời ơi. Lâu lắm mới được ăn một ngon lắm, mập của em đi. Quán này chị ăn rất quen. Chị ăn quán này quen, em ăn đi tiếc nửa đời người đấy. Cũng ngon à? Đi đau bụng từ bé mà nổ giống chờ. Thảo ngon à? Làm ngon lắm mọi người. Rất ngon. Rất ngon nha. Ngon. Không ăn, tục lưng. Ngon mà. Tao chỉ ăn tiếp còn quen thôi. Có một lần tiếp còn không quen. Nữa. Nóng hơn. Nhưng mà tại vì chị thích ăn. Chị chỉ ăn dê, tiết dê, thịt dê với tiết dê chỉ ăn còn quen. Đừng có chót. Ngon cả. Món gì mắc mật vào? Dạ, đây trông ngon nè. Dạ chị ơi, cái tim cọc mình muốn hấp hành á, nhưng mà bên em nó có nhưng mà nó không đủ thành một phần á, mà với lại cái không sao đâu. Hay nhiều rồi mình có bỏ. Không, chị ăn tim cọc đi. Dạ vâng, cọc. Ít cũng được, chị cần ăn. Mày không cho bán nữa, cái con này. Kéo cho bán luôn. Ở đây toàn mùng cầu bảo không cho ăn. Cái miếng thịt dai con đúng không ạ? Con miếng thịt nạc thôi, miếng thịt mình ra cho mẹ. Cái miếng ra cho mẹ em hiểu không? Ngon.
ngày xưa ở quán chị ấy, quán nhậu chị có cái món gọi là ba giọi heo cái gì nhỉ, quên rồi nhỉ, cực kỳ ngon. Ngày không biết ông cuốc ông ý ướp cái gì. Là mẹ bao nhiêu tuổi á? Là mẹ 30 tuổi rồi, con gái đi. Mẹ thì nên đang bảo là mẹ sinh lúc 27. Mẹ bán bây giờ nhiêu ta? Mẹ bán bây giờ 9 rồi. Mẹ bán sinh mẹ 21. Ok, rồi ăn luôn. Gọi trước đấy. Gọi từ trước xuống để ăn. Cái gì? Cái gì? Nào. Ừ cái gì? Bà ừ cái gì bà ông kia? Ông ừ cái gì? Ông nói tôi nghe nào. Mày qua quán lấy hộp nào rủ ăn đi, rủ hết tóc rồi kìa. Cái gì? Ngày trước tao để con kiến xong hói y chang con Thảo luôn. Hình như là nó thiếu lẩu dê, nó có ăn đến mức không này? Hình như có đúng không nhỉ? Nè à? Thôi Thảo ạ, mày với gớm gì? Không chị. Lẩu xì quách ngon lắm. Ê, mày ngon như mày. Chỉ bắt chứ không phải lỏng xì bắt mẹ ơi. Ê, cái món đâu quay như mày, đồ má. Mày kiên nhọc nha. Dạ, em ơi, mình có yêu mình khó. Mình có cái gọi là cải xanh không? Cải xanh, dạ, lá cải cho mày là gì? Em bán cho chị thêm đĩa cải xanh, một rổ cải xanh nữa. Bắc Kỳ ăn cải xanh. Hello Donan. Trời ơi má ơi, món lẩu xương nè. Trời ơi má ơi. Xương ngon nha. Ê ngon nha mày. Tao mới miếng xương. Hello, hello chú Đạt. Cần xào tỏi. Thằng kia ăn cần. Lớn rồi, lớn. Trời ơi em ơi, quán này mới phát hiện. Đạt ơi, không có em. Này, đây là nồi lẩu xương. Ăn có chè ăn thịt. Ngon. Kén đìa kén. Cái gì mà cho ăn? Ai cho ăn này vậy? Ai cho sánh mì tôm ăn không vậy? Đưa anh. Đưa anh. Không được uống lại được. Cái đấy không?
Thả vô. Này, vị vụ này. Đi nhiều quán người đang bán lẩu xương. Bạn kế mà làm gì em? Ngồi xuống kia. Từ từ nó chưa dừng. Ủa mà nó có cái xương mày ơi. Ăn lẩu dây là có cái rau này mới ngon. Nó có mỗi cái đèn này mà kêu tắt. Sướng quá thôi, ra rồi. Con bèo quen đi. Ra nói chung là dân thích ăn nhậu là mê cái món xương này lắm. Hay nó đói không? Mẹ nó mới bổ đồ mà. Hút nó sợ à. Nhưng mà mấy ngày rồi? Nó bị ho mấy ngày rồi? Hai ngày rồi.
Có uống thuốc gì không đấy? Em vạ rồi. Đây này. Mày vũ mạnh thế. Vũ mạnh quá. Bình thường tắm cho con mấy giờ ấy? Tắm muộn nhất là 3 giờ chiều nhé, không được tắm trễ nhé. Vâng, bác Tùng, bữa sau bác vào là mình ăn ở cái quán này ngay gần sân bay. Và quận 1 có dê quán này ngon. Ăn đi bé. Dầu rất ngon. Chào gì Kiên? Không, có nghĩa mình có thể về ăn ở Nguyễn Văn Thủ quận 1. Quán này có 2 chi nhánh. Một là 157 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao quận 1 thì dễ hơn trung tâm. Còn cái quán chi nhánh số 2 này ở 11A Tiền Giang, phường 2 quận Tân Bình. Em hay ăn ở quận 1, nhưng mà hôm nay đưa đứa em ra sân bay thì ăn ở sân bay luôn, để nhỡ có cái gì chạy vào cho tiện. Bởi vì hôm nay Sài Gòn đang mưa. Sài Gòn đang mưa chị. À đang xong, đang mưa anh ạ. Nhưng mà cũng ngon lắm. Ăn dê để tìm đúng quán dê mà ăn. Ví dụ sang quận 2 thì em ăn dê Đồng Cỏ. Quận 1 thì ăn Nguyễn Văn Thủ. Mà quận Tân Bình thì mình ăn gần sân bay nhậu cho lẹ. Rồi vút. Đang ngồi suy nghĩ không biết từ sao mà từ đầu năm đến giờ bay tận 38 chuyến nội địa. Chết mẹ. Còn món rồi nữa à, quên. Ăn đi hàng nghìn món đó. Chắc nghìn món. Đây. Hà Nội ăn thịt chó. Cái gì kia? Không ăn thịt chó à? Vì sao? Không ăn thịt chó. Ăn thịt chó. Cái gì? Không ăn thịt chó. Sao gần thù? Con chó lần nào, mỗi lần mặt con chó nào, nó cứ nhét lên cái là nó cạp. Đâu cạp con ạ? Nhất con
thương con chó. Đây thích. Thấy nó làm tiết dê. Rồi. Các bạn đọc thôi đi. Đớp từ nãy giờ quên. Thường viên đốt mỡ bà mẹ từ nãy giờ quên. Đớp cũng trên dưới 10 món. Sao vậy chí? Buồn cái gì đây? Ngồi từ ngoài sân bay lận. Em ngồi từ ngoài sân bay vì hôm nay có đứa em nó vào Sài Gòn. Đưa ra sân bay là phải ăn ngoài sân bay luôn. Chứ ăn quận 1 gọi tỉ rồi. Thế mày có người yêu chưa Phúc? Rồi này. Thảo. Thằng Phúc có người yêu chưa? Ấy vợ rồi đấy. Nhà bán rất nhiều kính mà, nó đeo kính rồi mà. Mọi thằng này đeo kính, kính buộc. Nó không sao cả, nó lỏng luôn. 10 cậu quá. Cái kính này 10 triệu á, đi phải đưa xem nào. Thật. Đưa bố mình xem cái kính 10 triệu nào. Thằng khốn nạn này. Trời ơi, cái kính gì bo lon 10 triệu, trời A-di-đà Phật. Nó chuẩn bị đi mổ mắt. Cái kính này 10 triệu buộc chun mấy bà. 10 triệu thật á? Nhà mày bán kính mà sao chúng mày có thể cho đi mua kính 10 triệu? Cái mắt kính mà 10 triệu. Là mày cận mấy độ hả Phúc? 12 độ. 13 độ. Mắt mấy luôn. Mà mắt kính 10 triệu. Cái mắt kính gì buộc chun 10 triệu. Bác sĩ nào lấy mày 10 triệu cái kính này? Lâu rồi mà đúng không? Từ 2019. 2019. 4 năm trời, 4 năm trước mua kính này 10 triệu. Thảo nào nó tiếc rẻ buộc chun. Nó vẫy đâu một tí ạ. Nó bị lỏng, cái kính nào cũng đeo một thời gian nó cũng lỏng. Trời thần ơi, mua kính 10 triệu này mấy bà. Chị không nổi luôn. Chứ đâu ra 10 triệu. Nó có 12 độ thôi. Hay đừng cái đó. Mổ rồi vẫn cận lại, giờ lại mổ lại. Lại cụ. Ôi Thảo không ăn à? Chị ăn nó. Cho con thêm một con này không? Dễ, thêm gì nhá. Thêm gì? Thêm gì vậy? Thêm gì Kiến? Cho ăn đậu phụ mẹ. Con thêm gì đấy? Dạ con thêm gì với đậu phụ. Yêu có phải cười, ơi là chưa yêu không vậy? Ở đây nóng không? Nóng à? Còn có khói nữa, sợ mắt. Ngoài trời mưa không? Nên là mình cũng ngồi ngoài trời cho nó mát. Nào ngờ dính trời nóng, trời nghề. Cái gì tươi như hoa rồi kìa. Ừ. Ăn chơi đi. Em ơi. Ừ em ơi. Cưng ơi. Ê thằng cá. Ê cô cá. Cá ơi. Cái gì chút giờ. Mày mở mắt rồi á. Mày sẽ mất rồi. Thấy cái đường tôi xài cho chứ còn gì nữa. Tôi lo đâu. Dạ mai mổ mắt rồi tiếp tục, mày có cảm thấy sợ hãi không? Thế gì? Hết ai đi mổ nửa bố. Đây mổ một bên mắt ra.
Ai là vợ muốn sai tiền hả? Không đi nữa. Đi đi chút cho tôi đi. Ông lột tôm đi, tôi lột tôm cho ông. Cái gì cũng lột cho ông. Hai bún. Bảy đôi mì ra đi Phúc. Để cậu làm cho. Kiến ơi. Kiến mày bảo này. Kiến mày minh cậu Phúc. Vì cậu Phúc giờ này chưa có vợ. Mà bà ngoại cho cậu Phúc nhiều đất lắm. Kiến minh cậu Phúc rồi cậu Phúc cho Kiến đất. Chứ không người giữ út là nịnh mất. Giữ út dần rồi nha. Có thể không? Ảnh thật đổi ảnh gì? Sinh nhật 23 đổi gói vàng. Kế. Ở trong nó có thẻ không? Không được ăn sống nhé. Ăn mì chín nhé. Úi dồi, chờ. Khá rồi, sao thì cậu cho cháu gì? Bác à? Bác Phúc à? Bác Phúc cho cháu nửa tài sản bác Phúc. Có cái nịt. Bác Phúc vợ không có, con không có. Thì bác Phúc cho cháu đi làm gì nữa. Thôi nhưng mà đừng cho con mày đi máy bay như Thảo nhá. Mày em nó hot như thế chết đây đây cha Thảo à. Hôm qua tao bay về. Thà cái đứa bé như thằng cá này. Thì mình còn không nói câu gì được. Đứa bé đấy cỡ khoảng 5 tuổi. Nó hết cả một chuyến bay. Nó ngồi ngay sau lưng tao. Hôm qua tao muốn xỉu luôn. Nó hết được khoảng 30 phút tao chịu không nổi. Tao phải xin tiếp viên chuyển chỗ. Nên tập thể dục mà. Rồi tài sản là cái chút cho nó đi. Căn nhà nó nói luôn. Hàng nước hả? Cho cái tiểu đấy. Nó cười kìa, thích ăn nước. Ăn này béo lắm này bà mà em vẫn ăn. Gân này béo. Cháu nước gạo xin bở hơi tai đéo cho mình đất này chán thật. Ê thằng này được tính hóng chuyện nha. Hay dặn ỉ hả? Về mưa nắng cắm cho cháu xe đi lại nhá. Mày được chia nhiều đất nhất mày phải cho cháu nó cái miếng nào chứ. Nhà mới xây nhá. Tết về cũng luôn hai nữa rồi. Thằng này nó không có vợ con, chưa người yêu. Mày giữ làm gì nhiều tài sản? Cậu Phúc có người yêu đó chính là cậu Phúc từ Bắc Thăng trong game á. Cái xong nó ra mấy bạn
mấy bé con gái với bà đó là tụi người yêu của cậu Phúc á, nhưng mà đó là cậu Phúc đó, cậu Phúc dùng ạt đó đó. Nói gì? Đó, đó là người yêu của cậu Phúc đó, cậu Phúc mua, cậu Phúc dùng cho máy chơi game á mẹ. Ừ. Đó, cái xong á mở hộp á mẹ, và mấy cái còn mấy cái bé gái đó quá trời, cậu Phúc thương thầm quá trời mấy gái xong rồi tự đi chơi với bé gái hồi nãy á. Con thấy cậu Phúc chơi trong bóng tối mà con nhìn thấy mà bộ đồ con gái mấy mà cậu Phúc dùng mặc đồ con gái mới ghê chứ. Dạ hay lắm nè, đó là người yêu của cậu Phúc đó mẹ. Người yêu cậu Phúc ở trong game mà. Dạ nằm trong game mà, đó lại là ạt của cậu Phúc đó mà. Thế bà ăn rồi đi mập. Thế có đưa nhiệt đơn không? Chắc như thế đang mưa. Có rồi, có rồi. Mày có rồi, 4 người nhiệt đơn rồi đấy. Vừa nãy trên đường đi qua cũng bảo lấy luôn. Vừa nãy bánh mì Bình Hoa ngay chỗ mình. Kiến có vẻ rất là hợp ăn uống ngoài đường nhỉ? Nóng quá thôi, cố gắng con ạ. Không gầy miếng nào luôn. Ăn cái miếng móng giò không gầy miếng nào luôn. Ngon quá. Không ăn không được. Có chung mấy số không? Nó ra giải 6, 3, 4, 1, 3. Không chọn 3, 9, 1, 3. Quá xa. Quá xa. Đây, tay đổ vào đây. Này, nếu mà chúng mình được cái gì? Mấy chục triệu. Giải 6 cơ mà, nhiều thế đó. Đúng không? Giải 6 mấy chục triệu. Tao biết đâu? 100 nghìn. À thế à, tên viết tiền. Tao có biết tiền thì bị cơ bạc. 4 số được có 300. Không, 400, 2 tờ, 800. Mà giải 6 bắt được chỉ 1 số. Đúng không? Thằng ăn đi, sườn ngon. Đấy, mới đẻ có một đứa thôi. Mà chúng mày như vậy rồi, chúng mày đòi đẻ nữa. Đây là chúng nó chưa biết nói nha. Thế nó kiệt nóng quá à. Thế ra bên này ngồi đi. Em ơi. Đứng lại đi. Em ơi. Lên cho em một thêm quạt cây này em ơi. Đây món gì? Gọi là tim cật hấp. Ê, món này ngon, gấp cho bạn đi Thảo. Món này ngon này. Thảo nào nó bảo mình là chị ơi, nhà chị nhiều món rồi. Mình là mắc cái bệnh là cái đéo gì phải ăn. Thảo gấp cho bạn đi kia kìa. Ăn đi. Em tự nhiên mà. Ăn đi cho mình ạ. Mày cũng ăn ngọt. Ăn đi.
ngồi ra đây. Mấy đồ này mà bạn đâu? Nó này kiến ăn đường. Kiến ơi, con sẽ ăn được cái món này đấy Kiến. Cái món tim cật này hay xào này con, ăn đi. Ngon. Ở nhà con ăn cái món đấy, món tim cật heo đây. Giờ đây là tim cật dê, ngon lắm. To quá chưa? Ừ, đấy. Con nhai đi, con ăn đúng không phải nhai, thử ăn thử. Có biết nó ngon hay không? Ngon không? Không không ngon lắm, ngon mà. À, mẹ thấy ngon mà con không thấy ngon vậy trời ơi. Ăn một gói mì thôi chả quả không thấy cái gì ngon. Bay 9 giờ. Con gấu. Con gấu koala. Con gấu koala. Không, đấy con lừa. Đấy con lừa. Con lừa. Con koala là con trắng trắng ấy. Con gấu trúc ấy. Sự ngon quá. Ngon thế nhỉ? Xương ngon lắm. Kiểm tra ông nhận đơn chưa mọi người? Tông đi cảm giác mình không được ăn bây giờ ba tê bình hoa quá. Chi nhánh này có phòng máy lạnh không em? À, lầu 3 phòng máy lạnh, lầu 2 ngoài đường, ngoài trời. Nói chung là dây là món sở trường. Dây gà. Mày ơi chị ăn đi. Mày ăn bằng một phần chị đấy. Chị đã ăn luôn. Chị ăn hai gấp hai người bình thường. Mà chị còn chưa ăn gì đấy. Mày đang khởi động thôi. Thương cậu Phúc vậy à? Con mưu đồ xin tài sản của cậu Phúc hay sao? Thì con phải kéo cậu Phúc về để xin tài sản anh chứ. Để thấy con nói hay không? Đó, kéo cậu Phúc qua bên nhà mình. Tới cuối, tới lúc mà con nó lớn tí rồi mà nhà mình hơi có thằng tí kêu cậu Phúc tặng cho vài miếng đất.
Không, chúng hai lần. Nhầm. Mình nuôi là cậu Phúc thì mình sẽ có phần thưởng của cậu Phúc tặng cho hai miếng đất cùng gì. Phúc là thương cả. Bây giờ cậu Phúc bây giờ chỉ có cá và kiến. Bây giờ con làm sao để con chiếm được hai miếng đất của cậu Phúc? Con chơi với cậu Phúc quá trời cá có gì đâu. Cá mỗi lần á, cậu Phúc muốn massage, cậu Phúc không có tiền vậy áo massage cho cậu Phúc. Kêu cá nó qua massage được không? Không massage được mà. Bên nhà con còn chưa có máy massage, con là máy được, là máy massage tự động bằng cơm nè, chạy bằng cơm nè. Con là máy massage chạy bằng cơm nè. Con đạp cho mày thấy lực là nhảy nhảy nhau nè. Bôi lên sang mình nào. Bôi đi sang mình như nào. Mẹ gọi đi, mẹ nhớ con nhỉ? Mẹ nhớ con nói con. Con có một điều thắc mắc này được, là con nói đi. Tại sao mỗi lần mẹ gặp, mỗi lần nhà gia đình mình gặp em cha, em cá thì tại sao mẹ lại chỉ chuyện gì em cá ít hơn con? Thì hàng ngày mẹ nói chuyện với con thì mẹ gặp em cá mẹ ôm em cá một tí chứ. Thì ba ba người đi happy là 5%. Vui. Ba ba người đi. Rất giống bố của em mọi người. Mày happy nè.